Sáng nay ngày 22 tháng 4, chỉ có 50 khách hàng nằm trong danh sách thông báo mới được mua tiền lưu niệm 100 đồng trong ngày mở bán đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong thông báo, Ngân hàng Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã lập danh sách người mua dựa theo đúng thứ tự đã gọi điện thoại đăng ký. Theo đó, khách hàng cần kiểm tra kỹ danh sách và ngày giao dịch được hẹn để tránh mất thời gian đi lại nhiều lần hoặc phải chờ đợi lâu. Khi đến giao dịch, người mua phải xuất trình chứng minh nhân dân, thông báo số thứ tự giao dịch, khách hàng là tổ chức phải có giấy giới thiệu còn hiệu lực. Tuy nhiên, theo ghi nhận của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, đã có khá nhiều người khi đến nơi mới biết mình không có tên trong danh sách bán của ngày hôm nay, mặc dù trong thông báo dán trước cổng có ghi rõ những người mua không đăng ký trước hoặc không theo lịch hẹn đều không được giải quyết giao dịch. Song thực tế, vẫn không ít người vì tiết công đi lại, cũng có người cố tình chờ đợi vận may nên vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Phần lớn trong số họ đều là sinh viên, người làm việc tự do, người đã về hưu. Theo Ngân hàng Nhà nước, việc kéo dài bán tiền lưu niệm nhằm tránh tâm lý lo ngại sẽ không kịp mua trong thời gian quy định. Ngoài ra, cũng có để tạo sự thuận lợi, chủ động cho người dân có nhu cầu mua tiền lưu niệm. Lý do phải giới hạn số lượng theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh là để xem tình hình mua như thế nào. Có thể qua tuần sau, Ngân hàng Nhà nước thành phố sẽ tăng số lượng người được mua tiền lưu niệm lên. Thời gian tổ chức bán tiền lưu niệm từ 8 giờ đến 11 giờ các ngày thứ năm và thứ sáu hàng tuần, bắt đầu từ ngày 22 tháng 4 năm 2016 cho đến khi hết đợt phát hành.